AFK Mobi, vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi, và hôm nay thì Sói Bạc sẽ có video trải nghiệm một con game H5 vừa mới ra mắt tại Việt Nam, có tên gọi là Ba Quy Quần Hùng. Đây là một con game nhập vai thẻ tướng chiến thuật về đề tài Tam Quốc, vừa ra mắt vào lúc 10 giờ sáng nay ngày 7 tháng 8. Ở đây thì mình đã vào game rồi và chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với con game này nhá. Game này hiện tại thì mới chỉ chơi được trên nền tảng web thôi anh em ạ. Các bạn thể chơi bằng trình duyệt của điện thoại hoặc là trình duyệt của PC. Thấy bảo là đợt tới thì sẽ có cả phiên bản cài đặt dành cho các thiết bị iOS lẫn Android, nhưng mà tạm thời thì anh em sẽ chơi bằng tạm bằng trình duyệt web đã. Đây, ở đây chúng ta sẽ vào chiến đấu này và sử dụng kỹ năng. Đây, con game này thì có đồ họa kiểu 2.5D thôi. Và cũng tầm tạm, mình thấy là chất lượng đồ họa cũng trung bình. Đấy, rồi chúng ta có đại kiều này. Trước khi vào game thì anh em sẽ được chọn quốc gia nha. Các bạn sẽ lựa chọn một trong ba quốc gia là Ngụy Thục Ngô. Đó, ở đây thì mình sẽ được tặng mấy cái bình rượu này. Bình rượu này để quay tướng nha anh em. Như mình đã nói thì cái con game Ba Quy Quần Hùng này, nó là một con game để anh em thẻ tướng, để các bạn để quay tướng. Đây có phần tiểu quán này, anh em để chiêu mộ tướng. Đó, anh em để chiêu mộ những cái võ tướng của mình. Ok, đấy. Tích lũy chiêu mộ thì các bạn để được tặng những cái tướng. Tướng này là tướng cam nha anh em. Đó, ví dụ mình được tặng tướng gì đây? Mã Vân Lộc. Mã Vân Lộc. Đối với con game Ba Quy Quần Hùng này thì anh em sẽ được gặp lại rất là nhiều võ tướng quen thuộc như kiểu là Khổng Minh, Lữ Bố, Quan Vũ, Lưu Bị, Triệu Vân gì đó. Đấy, rất là nhiều võ tướng. Ở đây chúng ta sẽ cho tướng ra trận này. Cái điểm đặc biệt của con Ba Quy Quần Hùng này đó là hệ thống võ tướng ấy, nó sẽ chia 4 loại trận. Đó là phong trận, lâm trận, hỏa trận và sơn trận, tương ứng với các vũ khí như kiểu là khiên này, kiếm này, cung và cái quạt. Quạt là dùng để phép ấy, dùng phép đấy. Thì ở trong một cái trận này thì chúng ta sẽ có 5 slot để các bạn lắp võ tướng vào. Đó, các bạn thể lắp võ tướng vào cái trận hình này của mình. Ok, sau khi lắp võ tướng xong thì chúng ta có thể tiếp tục đi chiến đấu nhá. Chúng ta sẽ có phần lãnh địa này. Nhạc lên rồi. Ban đầu không có nhạc, bây giờ đã có nhạc rồi. Chúng ta sẽ đi chiếm lĩnh một thôn trang này, mở rộng lãnh địa. Đó, bản đồ nó sẽ được chia ô vuông ra. Chúng ta sẽ có tính năng auto. Đấy, cái điểm đặc biệt của con game này đó là việc các bạn có thể điều khiển tướng, điều khiển dàn tướng của mình di chuyển và chiến đấu bằng cách là chỉ vào đấy, chỉ điều hướng để di chuyển tấn công. Khá là hay. Và sử dụng kỹ năng. Đó, thay vì là kiểu lặng đánh theo lượt thì cái con Ba Quy Quần Hùng này sẽ cho anh em gọi là điều binh khiển tướng đấy. Rồi, ban đầu thì anh em cứ làm theo hướng dẫn của game để cho nó quen thuộc nhá. Chúng ta sẽ nhận thu thuế một lần này. Đó, các bạn sẽ thu thuế. Cái con game Ba Quy Quần Hùng này nó sẽ không đi sâu vào việc các bạn xây dựng các công trình rồi nâng cấp công trình đâu. Nó đi về sâu về cái việc là các bạn kiểu đi chiêu mộ tướng, phát triển tướng hơn, rồi đi chinh chiến nhiều hơn. Đấy, chúng ta có phần hệ thống trang bị này, các bạn thể mặc trang bị, ấn vào phong trận rồi mặc vào quân bị. Đó, tức là nó mặc theo cái trận hình của các bạn ấy, chứ nó không phải mặc theo từng tướng một. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi chiến đấu nhá. Và các bạn có một bản đồ rất rộng nha, bao gồm rất là nhiều tài nguyên hoặc là những cái thành bé hơn thì các bạn có thể chiến đấu. Rồi, chúng ta sẽ tấn công thành. Rồi, chúng ta sẽ vào công thành nha. Chúng ta sẽ đánh nhau với nhạc tiến này. Đấy, anh em sẽ có phần kỹ năng để sử dụng nhá. Ui, nó trâu nhỉ. Ui, có toang rồi. Ủa, trâu đấy nhỉ. Lại chúng ta lại về, lại đánh ải này. Đi công thành chiến. Bây giờ chắc phải lên level để có thể đánh được cái ải kia thôi. Ui, sao nó trâu nhỉ. Vừa vào game đã khó đấy các anh ơi.
Mình phá thành này, mình có thể gặp quân địch, mình sẽ điều đấy. Game này được cái là cho phép người chơi điều binh khiển tướng luôn. Thay vì là bị động thì các bạn có thể chủ động điều hướng cho tổ đội của mình. Tiếp tục công kích nhá. Game này thì cũng có tính năng gọi là tăng tốc trận đấu này. Đấy, tăng x3 trận đấu và tính năng auto thì anh em có thể hoàn toàn bật tắt auto lên cũng được. Hoặc nếu các bạn muốn tự tay điều khiển thì cũng ok, anh em tắt cái phần treo máy đi là được. Đó, game khá là tiện ở cái việc là anh em có thể bật tắt auto được. Và nếu mà không bật auto thì anh em hoàn toàn có thể điều khiển nhân vật của mình di chuyển này. Các bạn nhìn cái bản đồ chiến đấu nó rất là rộng luôn. Đây chỉ là mới là ban đầu thôi, sau này cái bản đồ nó sẽ rất là rộng mà các bạn như một cái chiến trường thực thụ ấy. Đấy, thì anh em có thể vào đó và trổ tài, điều binh khiển tướng. Người quân tử không uống nước từ suối. Khai chiến này. Mình phải tiêu diệt mấy cái xe. Xe này xe như kiểu xe bắn đá nhỉ. Một cái chiến xa ấy, gọi là chiến xa đấy. Đấy, địch đông nhá. Đây mình có thể điều khiển, tự tay điều khiển nhá, lao khỏe địch luôn, sử dụng kỹ năng. Hiện tại thì mình mới có một kỹ năng thôi, sau này chắc là mở khóa được thêm nhiều kỹ năng để sử dụng. Mình lại được tặng 20 lượt quay này. Game này thì các bạn cứ lên một cái cấp độ nhất định nào đó, kiểu 9 này, 18, 28, 34, 39 thì các bạn sẽ được tặng rất là nhiều lượt quay nhá. Đó, có cái mỹ tiểu này anh có thể quay tướng này. Rất là nhiều lượt tướng quay free luôn. Rồi chúng ta sẽ có phần đây, chúng ta sẽ vào tiểu quán đi quay phát. Đây, có phần đại tiệc này, đến một lượt quay nhất định thì anh em sẽ được tặng miễn phí tướng cam. Tí nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu là hệ thống nhân vật ở trong game này có những cái phẩm chất tướng như thế nào. À đây 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 rồi. Đây nhá. Game này thì hệ thống võ tướng nó sẽ chia là các phẩm, phẩm cao nhất phẩm đỏ, hạng cao nhất là SSS. Các bạn sẽ có khoảng 6 tướng như là Thủy Kính Tiên Sinh này, Vu Cát, Nam Hoa Lão Tiên, Tả Từ, Gia Cát Lượng và Tào Tháo. Dưới đó là các tướng SS như kiểu Lưu Bị, Chu Du, Tuân Sách, đó, Điêu Thuyền, Lữ Bố, Triệu Vân. Rồi tiếp theo nữa là tướng S. Đấy, dưới tướng S cũng là phẩm đỏ thì là tướng AA, tướng AA, tướng A. Dưới phẩm đỏ sẽ là phẩm cam. Game này nó gọi là phẩm cam nhá, hoặc là các bạn họ gọi là phẩm kim được, hoặc là màu vàng cũng được. Phẩm cam này thì sẽ chia là tướng B, hạng B này. Dưới tướng hạng B sẽ là phẩm tím, hạng C. Dưới tím hạng C sẽ là phẩm xanh dương, hạng D. Đấy, sẽ là hạng thấp nhất. Đấy thì anh em lưu ý phẩm chất cao nhất ở tướng ở trong con game Ba Quy Quần Hùng này đó là đỏ. Đỏ nhưng mà phải gắn SSS cơ. Chắc chắn là kiếm mấy tướng này chắc chắn là sẽ rất là khó đấy, không phải đùa đâu. Rồi sau khi có tướng mới thì mình sẽ cho ra trận nhá, mình sẽ lắp vào trận này. Rồi cho tướng ra trận. Rồi tiếp tục. Mình sẽ cho Bàng Đức ra trận. Đó. Có slot tướng. Từ khi các bạn quay tướng thì mỗi tướng thì nó sẽ có phù hợp với những cái trận hình khác nhau nhá. Như kiểu anh em hay gọi là phù hợp với binh chủng khác nhau. Ví dụ như là Trần Lâm thì là thuộc Lâm trận thôi. Còn Hỏa trận thì là một tướng riêng. Đó thì sau này các bạn sẽ chiêu mộ rất là nhiều loại tướng khác nhau. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Đánh lại này, chiếm lĩnh thành trì Hà Đông. Lúc nãy bị thua đúng không? Bây giờ mình sẽ trả thù này. Có vẻ là sẽ đánh được rồi, lúc nãy ăn hành quá. Có lẽ điểm mình, điểm mà sói bạc thích nhất ở game này đó là việc cái bản đồ chiến đấu nó rất là rộng và các bạn có thể thao tác, điều khiển tướng của mình di chuyển chiến đấu được. Khá là hay. Nó không phải là kiểu dạng dàn trận rồi đánh theo lượt hoặc là tự động hoàn toàn. Mà anh em có thể bật tắt auto. Nếu tắt auto thì anh em hoàn toàn có thể điều hướng cho nhân vật di chuyển, tập trung đánh một cái cánh quân nào đó của kẻ địch chẳng hạn. Thì đây là một điểm mà sói bạc rất thích ở con Ba Quy Quần Hùng này. Rồi chúng ta có tính năng mới là mỹ nhân, có dàn hậu cung này. Mình sẽ có mỹ nhân này, chúng ta sẽ có mỹ nhân Đát Kỷ. Wow, nhìn rất là sexy nhưng mà chơi giống nhân vật Ấn Độ anh em ạ. Bào tự, sao giống tướng của
Thái Lan đấy. Triệu Phi cũng giống Ấn Độ này. Đây là gì? Vương Chiêu thì giống tướng của giống như mỹ nữ tạo hình vẽ thì đã giống một mỹ nữ của Mông Cổ nhỉ. Còn đây, cái gì đây? Dương Ngọc thì chả khác gì Cleopatra cả của Ai Cập cả. Ảo dã man. Còn đây, đây sẽ là tướng Ân Huệ này thì vẽ rất giống người người Hàn. Còn đây, Kỷ Hương thì giống người Nhật. Đấy, nói chung là mỗi mỹ nữ trong game này thì nó lại vẽ theo kiểu một cái nữ nhân của một số cái quốc gia rất là nổi tiếng đấy, như kiểu Ai Cập này, rồi Thái Lan, rồi Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, đấy đấy kiểu đấy thì well, cũng khá là đặc sắc thôi, nhưng mà tên thì nhân vật thì không giống lắm. Tên so với tạo hình thì không 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 giống lắm. Thôi không sao. Đấy thì anh có dàn mỹ nhân này nhá. Mỹ nhân này nó sẽ cộng cho các bạn các cái chỉ số cho cả đội hình. Chúng ta sẽ có tính năng mới là tính năng chiêu hàng võ tướng. Các bạn công thành, các bạn bắt được tướng địch, các bạn có thể chiêu hàng. Ồ, thất bại rồi, tức là nó có tỷ lệ. À, bây giờ chúng ta sẽ phải đi vào chợ này mua roi. Roi này chắc là để đánh cái kia cho nó chiêu hàng, cho nó hàng phục mình đấy. À, chúng ta sẽ đi vào lại chiêu hàng quất này. À, quất nó, quất cho nó khi nào nó đầu hàng thôi. Các bạn này giữ nhá, giữ để cho nhanh. Ok, đó. Mình đã chiêu hàng được Nhạc Tiến rồi. À, cái tính năng bắt giam rồi chiêu hàng này mình thấy là khá là hay này. Để các bạn kiếm lên được võ tướng mới, mình sẽ cho Nhạc Tiến ra trận. Rồi chúng ta tiếp tục trải nghiệm nhé. Chúng ta có phần quốc chiến này. Đấy, quốc chiến có ba ở trên bản đồ bên bên tay phải này, các bạn phải có ba quốc gia là Ngụy Thục Ngô. Tiến về chiến đấu. Mình thì đang vào phe Ngô nha anh em, mình đang để mặc định thì hệ thống nó tự vào phe Ngô luôn. Ủa sao địch đông nhỉ? Ủa anh em thấy đông không? Đông dã man. À, dùng kỹ năng thôi. À, các bạn thể điều hướng để tiêu diệt, tập trung tiêu diệt tướng địch trước chẳng hạn. Đấy, tùy cho anh em cách điều binh khiển tướng nha. Đây, các phần thưởng này. Thưởng vật ải. Rồi, chúng ta sẽ đến nhận. Đây, có cái bản đồ này thì các bạn sẽ đi đi từng cái ô một rồi vào chiến đấu này. Đó, cách chơi thì thật ra thì cũng không phức tạp lắm, nhưng mà để là hấp dẫn thì mình chưa thấy có gì hấp dẫn lắm nhỉ, ngoại trừ là cái việc cái phần cơ chế chiến đấu thì khá là hay. Đó, chúng ta sẽ đi công thành chiếm chiếm tài nguyên. Và mình sẽ có rất nhiều mục tiêu đấy. Ở đây thì không auto được, mình phải chiếm chiếm cái bộ binh doanh của địch này. Rồi, thắng rồi. Đã level 15. Rồi, chúng ta sẽ tiến đến đây, nhá. Cái nào mà có cái bình rượu này thì anh em sẽ gọi là đi vào chiến đấu này. À, nó công thường này mình tấn công anh em ơi. Rồi, tiêu diệt tướng địch, dùng kỹ năng phát. Đó, đánh phá bộ binh doanh của kẻ địch. Đấy, nó cứ chia những cái ải ải nhỏ bằng ô như này. Mình đã được lên level 18, mình được tặng thêm 20 lượt quay tướng nữa. Đấy, mình sẽ vào đây quay tướng tiếp nhá. Được một tướng mới. Đấy, lại được danh sách tướng cam thì nó sẽ tặng free cho anh em tướng cam. Nếu anh em quay được đến một cái lượt quay nhất định ấy thì anh em sẽ được tặng free tướng cam. Quan Ngân Bình. Cái nét vẽ tướng ở trong con game Ba Quy Quần Hùng này nó rất là người lớn nha anh em nhé. À, chúng ta có tính năng cả tính năng tình duyên này.
Đấy, rồi cả thăng sao, tăng cấp, sau này có cả tọa kỵ nữa. Kích hoạt tình duyên lên thì nó sẽ cộng thêm các chỉ số tấn công hoặc là máu cho nhân vật. Sống phải thật hào nhoáng, chết phải thật vinh quang. Ừ, nhân vật cũng được lồng tiếng luôn anh em ạ. Ra trận. Rồi chúng ta lại đi thu thuế thành trì này. Chúng ta phải quan chiến người khác chiến đấu à? Giờ làm gì ta? Thật ra thì có một số cái nhưng mà mình cũng chưa hiểu lắm anh ạ. Nhận thu thuế thành này, trong đây chúng ta có phần bổng lộc thu thuế. Mua võ hồn và tinh thạch. Đó, phải chơi một lúc thì mới hiểu được. Ừ, chúng ta có tính năng thăng sao. Đào kho. Có tính năng thu thập này, các bạn để đào các cái nguyên liệu ở đây. Đó, chúng ta sẽ phải di chuyển từng ô một. Nó là một cái bản đồ ấy. Có rất là nhiều cái địa hình, nhiều cái khoáng sản hoặc là nhiều cái thành trì khác nhau thì anh em có thể ở trong cái phần quốc chiến này thì anh em có thể vào đó và thực hiện các nhiệm vụ thu thập tài nguyên. Mua binh phù trong tiệm. Đây chúng ta có tính năng binh phù này. Các bạn sẽ có phần thăng cấp binh chủng nhá. Chúng ta có tính năng binh chủng nhá. Đó, trong này các bạn có thể thăng cấp các loại binh chủng của mình. Mua này. Thăng cấp binh chủng. Đó, tăng chỉ số lên cho binh chủng. Chúng ta có giáp sĩ, nhuệ sĩ, tiễn sĩ và y sĩ. Bốn loại binh chủng. Sau này các bạn để khảm này, tầm bảo này, phần tiệm, kho, phân giải. Đó. Chúng ta sẽ đến một cứ điểm đã công. Ok. Anh em cứ chơi từ từ nhá, nếu không hiểu thì mình nghĩ là anh em nên chơi từ từ thôi. Game này thì cũng có VIP luôn anh em nha. Game cũng có hệ thống VIP. Nó gọi là quý tộc. Đó, mình cứ làm theo cái nhiệm vụ và coi như là để làm quen với các tính năng của game đi. Đây, phù văn này. Đấy, game khảm phù văn cho binh chủng này. Tăng lực chiến. Đó, game hướng dẫn cũng khá là kỹ, khá là dễ ấy. Dễ hiểu. Rồi chúng ta có tính năng kết bạn. Điểm danh nhận quà này. Đây các hoạt động trong game này. Đây phần sôi nổi là các hoạt động hàng ngày trong game nhé. Chúng ta có rất nhiều hoạt động. Phú giáp thiên hạ, đào khoáng này. Bộ vi doanh, thủ lĩnh sát thủ. Đấy rất là nhiều hoạt động luôn. Rồi tính ra có tính năng quốc chiến. Đấy là phần hoạt động trong game. Đây, phần sự kiện này. Sao cứ vào quan sát nhỉ? Hình như mình ấn nhầm vào. Đây, đây. Chúng ta sẽ... Nó như kiểu nó chia vào một map ấy. Còn trong map này thì các bạn sẽ mua bản đồ rất rộng này. Chúng ta sẽ có quái này. Đi chiến đấu. Ok. Tức là... Game này ấy... Rồi hiểu rồi, tức là game Ba Quy Quần Hùng này nên nó sẽ các bạn sẽ vào map, trong map này thì tất cả mọi người chơi đều có thể vào map này. Nó như một con game nhập vai ấy. Mọi người chơi có thể vào đây cày cuốc rồi kiếm nguyên liệu này nọ, đánh quái hoặc là thậm chí là PK lẫn nhau. Rồi mình hiểu rồi. Bởi vì là nó làm theo kiểu là dạng quốc chiến ấy, nó sẽ không phải cho anh em điều khiển một tướng rồi đi chơi như kiểu game nhập vai thông thường ấy. Mà game này thì anh em sẽ phải đấy. Nó sẽ chia nhỏ bản đồ ra và khi các bạn vào đồ nhà thì chúng ta sẽ có một cái map rất rộng này. Gồm rất là nhiều cái tài nguyên để anh em chiến đấu và thu thập. Rồi. Đấy, chơi mãi cũng hiểu anh em ạ. Ôi, quái nó trâu nhỉ.
Ui, sắp toang hết rồi anh em ạ. Thôi, đấy, các bạn thua thì các bạn anh em phải quay về nhá. Phải nâng cấp tướng, cái này các bạn phải nâng cấp tướng và lính. Đây, phần sảnh sự kiện thì sau này các bạn có, nó sẽ mở ra theo các khung giờ nhá. Bộ bộ ví doanh này, võ đạo đại hội này, thả nghiêm kim quật này, thủy hoàng di tích, công thành lực địa, thần thú xâm lấn, chư hầu tranh bá, đấy, cầm vương chi chiến. Thì các hoạt động này nó sẽ mở vào các khung giờ ở trong ngày. Đó, nói chung là anh em cứ chơi từ từ để gọi là hiểu game. À đây, ngoài ra thì các bạn khi mà vào game, các anh em vào phần hòm thư ấy, thì game nó sẽ tặng free cho anh em một võ tướng, đó là Quan Vũ. Đây, mặc trang bị này. Đây, mình có tướng Quan Vũ nhá. Đấy, chúng ta sẽ có tướng Quan Vũ này, sẽ cho ra trận. Đấy, sơn trận này. Ok. Rồi Tình duyên này, kích hoạt tình duyên. Đấy. Rồi quà nạp đầu này, mấy cái phần nhiệm vụ này thì thôi, anh em không cần hay làm phần quý đây. Hệ thống VIP ở trong game. Hình như là game nó tặng cho mình VIP free, VIP 5 thì phải. Cao nhất của này là Hoàng tộc 5. Đấy, các cái cấp VIP. Ok, như vậy là Sói Bạc cũng giới thiệu cho anh em về một con game có tên gọi là Ba Quy Quần Hùng. Thì đây là một con game nhập vai thẻ tướng chiến thuật. Và nếu bạn nào muốn chơi thử thì anh em có thể click vào đường link phía dưới nhá. Hoặc là các bạn có thể truy cập trang chủ của game là 3QQH. Đúng nào? QQH. Đúng rồi, 3QQH2.com. Mình sẽ để đường link ở phần mô tả để anh em có thể vào và chơi thử xem sao nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video lần này của Sói Bạc. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AppCamobi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở AppCamobi, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi. Vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.